Nam Go TV lên Sài Gòn. Lên Sài Gòn mình lên trúng con tiền tàu hải tặc luôn. Nam Ngô cái coi, Nam Ngô TV. Hôm nay Nam Ngô TV. Đến đây. Đến ngả đây. Đến đây đấy. Đến đây. Vô đây hiện đây. Nhoi. Mời. Nam Ngô TV. Chụp sao vậy? Chụp chưa? Quay hả? Nam Ngô TV. Number one. Các bạn hãy follow kênh Nam Ngô TV. Cũng đã thay cho lời chào mừng của chúng tôi gửi đến tất cả quý vị ngày hôm nay đã cùng dành thời gian quý báu của mình để cùng đến với một đêm tiệc vô cùng đặc biệt Yen Party Now 2022 cùng với Dennis trong buổi tối ngày hôm nay trên một du thuyền cực kỳ đặc sắc của chúng ta, du thuyền Sài Gòn Princess. Và trước hết cho phép Thu Hà được gửi đến quý vị ở đây, các anh chị ở đây một lời cảm ơn chân thành nhất, một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ vâng, thưa quý anh chị, vì ngày hôm nay thì bên cạnh những gương mặt rất là quen thuộc của chúng ta đã cùng đồng hành cùng với Dennis trong suốt một khoảng thời gian dài, thì đồng thời cũng sẽ có một vài vị khách mời đặc biệt là người nước ngoài. Vì vậy chúng tôi cũng xin phép dùng một vài lời tiếng Anh để có thể welcome họ được không ạ? Ladies and gentlemen, welcome all of you to the Yen Party tonight. And the first, let me introduce myself. I'm Thu Hà. And it's my pleasure to be MC in our event today. And on behalf of organizer, I would like to say thank you for your coming. We wish you all the best, health, happiness and success. Dạ vâng, thưa quý vị, và tiếp nối chương trình quý vị ơi, ngày hôm nay thì quý vị đang có mặt trong một không gian thực sự là thực tế. Cách đây hơn 5 tháng về trước, chúng ta cũng có mặt trên một con thuyền. Nhưng mà đó là một con thuyền mà giả định thôi, một con thuyền mà nơi mà quý vị không thể ra ngoài được, chỉ ở trên thuyền trong vòng 5 tháng. Tính chính xác là từ ngày 6 tháng 7 đúng không ạ? Mình ăn chung, mình ngủ chung, mình làm việc chung, mình sinh hoạt chung trong vòng 5 tháng. Dạ. Dạ vâng thưa quý vị. Phải nói là các anh chị ơi. Dạ, mọi người có thể hiểu theo nhiều nghĩa đúng không ạ? Nhưng mà tôi tin rằng quý vị đang hiểu đúng nghĩa của Hà thôi. Thực sự thì mình đã có một thời gian rất là ý nghĩa với nhau. 5 tháng tuy là vô cùng khó khăn khi mà chống lại đại dịch Covid-19. Phải nói là cả cuộc đời của mình chưa bao giờ trải qua một cái hành trình dài và khó khăn mà lạ lùng như vậy đúng không ạ? Nhưng cuối cùng điều gì rồi cũng trôi qua. Sau rất là nhiều khó khăn như vậy thì điều chúng ta gặt hái được đó là mình cùng đồng lòng kề vai sát cánh cùng với nhau. Và đó chính là món quà lớn nhất, thành quả lớn nhất của Dennis. Và ngày hôm nay thì sau khi chúng ta đã có mặt trên một con thuyền sau 5 tháng trời rồi, thì chúng ta đồng hành cùng với đội ngũ ban lãnh đạo của Dennis để có mặt ở đây trên một con thuyền thực tế rất là thật ở đây, để hóa thân thành những người cướp biển, những thủy thủ đoàn để mình cùng ra khơi chiến đấu đúng không ạ? Thưa quý vị, và ngay bây giờ hãy cùng chúc mừng cho sự hội ngộ của nhau bằng một tràng vỗ tay lớn hơn được không ạ? Please give us a big applause. Vâng thưa quý vị, có lẽ là ngay bây giờ thì chúng ta cũng đang rất là nôn nóng để được lắng nghe những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của mình đến từ đội ngũ ban lãnh đạo đúng không ạ?
Ngày hôm nay thì có lẽ là không còn một Mr. Johan như bình thường nữa, mà ngày hôm nay đã hóa thân thành một captain cực kỳ đỉnh cao ở đây. Please welcome Mr. Johan. First of all, I want to say I am together with Beauty, so proud of you. Dạ vâng thưa quý vị, thật sự là ngày hôm nay ông ấy rất là tự hào khi mà có mặt ở đây cùng với toàn thể quý vị ạ. The past year has been very challenging, very difficult, not only from business point of view, but in general for all of us, our lives. Dạ vâng thưa quý vị, có lẽ năm vừa qua là một năm khá là lạ lùng với chúng ta đúng không ạ? Một năm không những lạ lùng mà lại vô cùng là khó khăn nữa, không chỉ là trong công việc, trong kinh tế mà đồng thời là trong cuộc sống của mỗi chúng ta nữa ạ. Inspire morning. When we had a discussion, what are we going to do now when it comes to COVID? Dạ vâng ạ, ông ấy vẫn còn nhớ như in một buổi sáng là vào ngày 5 tháng 7. Lúc đó thì ông ấy và cũng như đội ngũ của ban lãnh đạo cũng suy nghĩ là chúng ta phải làm gì bây giờ? The team asked me the question, okay Johan, all these ideas of mobilization, when do we start? In 1 week, in 2 weeks, when do we start? Dạ, và đội ngũ ban lãnh đạo của is exactly what I wanted to say. This is my dream. Dạ vâng, và ngày hôm nay giấc mơ của mấy trở thành hiện thực thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau ra khơi với một cuộc chiến chống lại Covid-19 thưa quý vị. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Look around you. You can see Saigon, the dynamic area of Saigon all around you, all the big buildings. Dạ vâng, thành phố Sài Gòn của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là lớn, rất là xinh đẹp đúng không ạ? Just this is just the beginning. Just for you to understand, your country, which I'm together with Alex and Dennis, very pleased to be learning about, your country will develop to unprecedented level. Unprecedented level. Dạ vâng thưa quý vị, và đây chỉ mới là điểm khởi đầu của chương trình mà thôi. Và thành phố của chúng ta rất là rộng lớn và xinh đẹp, và chúng ta chỉ mới bắt đầu cho chương trình này ạ. And I'm very pleased be your captain, so to say. Dạ vâng thưa quý vị, hãy chính là những người captain, những vị thuyền trưởng của chúng ta để cùng ra khơi quý vị nha. Sẵn sàng chưa? Cheers! Chúc mừng năm mới! Nào các chị em của mình cùng năm mới lên và cùng hô chúc mừng năm mới được không ạ? Dạ quý vị ơi, Lê mọi người đâu hết rồi ạ? Alo. Nào, 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới! Rất tuyệt vời đúng không ạ? Chị ơi cùng nâng ly cao hơn nữa không nào, và hát vang bài ca Happy New Year các chị nhá. We can perform extraordinary feats of vitality, live not just longer but better in mind, body and community. We can be our maximized selves, unlimited, unstoppable. At our healthiest, we can act on this vision. We can make possibility a reality for each and every one of us. All humans, in all places, in all aspects and stages of life. Abbott has long been. I'm in Saigon, Ho Chi Minh. The, well, almost. Whoa, look at this. Lallalej, och den som inte helan tar han heller inte halvan får. Cheers!
Thank you, Mr. Johan. Thưa quý vị, phải nói là một ca khúc rất là hùng hồn đúng không ạ? Và ông ấy cũng chia sẻ rằng là ông phải hát ngay ca khúc này khi mà thuyền vừa mới ra khơi, trước khi ông ấy uống quá nhiều và quá say đêm này đúng không ạ? Còn bây giờ xin được mời quý anh chị ở đây, các bạn ơi hãy cùng nhau mình là thưởng thức đêm tiệc này. Đây là lá mắt. Ok. Xin chào mọi người. Mọi người để mình chụp ảnh đi đó. Thôi, giờ đi vệ sinh nè. giờ review nhà vệ sinh luôn. Thank you.
nhảy dây đó. Rồi. Nam Go TV lên Sài Gòn. Lên Sài Gòn mình lên trúng con tiền tàu hải tặc luôn. TV. Lên 5 Go TV luôn. Ok anh ơi. Yeah. Đi mai về nha. Đi mai về nha. Chị Oanh ơi, chị Tú ơi. Chị Trốn và chị Tú ơi. Dạ, yeah, bây giờ đây. Đây. Còn một vị khách nữ nữa là anh ơi, đây 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 đây, mời chị ạ. Bắt làm quay phim đây rồi. Review. Rồi, ok. Trời ơi, dũng mạnh quá quý vị ơi. So strong. Diễn xong quá Nam ơi. Diễn xong quá đi ạ. Cầm lên ạ, đúng rồi, hôn luôn ạ. Hôn luôn ơi, hôn luôn. Hôn luôn, kiss him. Kiss him, kiss him. Chọn ra đâu là người mà ấn tượng nhất, ấn tượng nhì và ấn tượng ba để cùng được giải nha. Rồi, Trần, please come in, come to Trần, my cousin, where are you, Mr. Alex, where's Alex, come here, quickly. Please come here on the stage. Look at chị Oanh ơi, đi đâu chị Oanh ơi? Chị Tú, chị Oanh à. Này rồi chị Oanh ơi. Chị ơi. Bây giờ thì mình cùng nắm tình chơi sơ sấu nha. Rồi mình lấy kính chữ nữa em. Lấy kính chữ nữa chứ. Rồi mình lấy nó đẹp, ai nó sẽ ok. Bây giờ có tư tượng từ trái sang phải, mình có. Cái đây, xuống từ chị Oanh. À, nữ hoàng đến đây. Chị Huyên. Johan, Mr. Alex, em lên cho qua tới. Oh, chọn Johan nha, Johan. Tyler. Yeah, anh Hải. Trời ơi, đâu xa quá, ngồi quay xe. Quay xe cho em.
Bây giờ là em mời bộ phận kỹ thuật âm thanh giúp em nè. Để mình chọn cái nhạc hợp sức giùm em đổi nhạc lên để cho bạn nhìn thấy cái phục vòng giùm em đúng không? Dạ đây. While the music is play on, please have the camera on the stage. Dạ rồi. Sẵn sàng chưa ạ? Nào 3, 2, 1. Kết thúc đi ạ. Rồi. Ok, đầu tiên là Mr. Hải ạ. Kết thúc một vòng. Yeah. The first one. Yeah. Anh sẽ chọn chị Huyền Linh dơ lên trên được không ạ? Dơ tay cao hơn được không nào? Và tiếp theo, Thảo sẽ cho lên Lý Quang ạ. Wow, rất ấn tượng ạ. Sao? Các chị ơi, nhìn giống như là có giống như con zombie Covid-19 không ạ? Oh my god! So funny! Wow, tiếp theo! Mr. Alex Blake, welcome! You stole it! To me! Come over there.
Nguyễn Xuân Châu Hoàng. Rồi bây giờ mọi người ơi, mọi người chắc chắn với kết quả chưa ạ? Bình chọn ok chưa ạ? Dạ rồi, bây giờ trong 3 người này nhé, mình chọn ra người dạy 3, người dạy 2 và người dạy nhất. We have 3 prize. Third prize, second prize and special prize. Rồi ok. Dạy 3 thuộc về ai ạ? Tài Lương. Dạy 3. Dạy 3 đây. Dạy 3. Tài Lương. Ai đồng ý Tài Lương vỗ tay ạ? Dạy nhì thuộc về ai ạ? Giờ nha. Bây giờ mình chọn nha. Who will be the winner? Ai là người thắng trận ngày hôm nay? Joanne. Ai. Who will be the winner? Ai. I'm so sorry. Yeah. So the winner is Lisa Eisen Tuba. Trời ơi, tay không cầm được anh, em cầm dùm cho. Cục rơi. Dạ, dạy nhi à, Mr. Chuan. Mời chị ba thuộc về Mr. Tyler. Các chị ơi, hãy cùng nhau chụp bức ảnh lên để cô bảo. Please stay on the stage and take a photo together. You're amazing. Good job, Mr. Hải, Mr. Chuan and also Mr. Tyler. Vâng, rất tuyệt vời ạ. So Harry, dạ nặng quá. Em nghĩ là bỏ hai cục đá ở đó đó, các chị nặng quá, nặng luôn á. Dạ các chị ơi, mình còn rất là nhiều câu mặt từ phía sau. Nên các chị cứ bình tĩnh, mình từ từ mình cảm nhận các chị nhé. Mình còn có một phần bước hôm nay mắc ở phía trước. Giải thưởng nè, ta giải nhất nhì ba. Tương ứng với 5 triệu, 10 triệu và 15 triệu. Những các chị ơi, mình cứ từ từ bình tĩnh. Ở những phút cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia phần. Ở chỗ này được. Good luck. Okay. Thank you. Hôm nay mình. Thank you. Chào chị. Chào em. Sao? Say chưa? Bình thường. Bên đây là có tài. Rồi sao về sớm à sao? Ủa anh em về rồi mà. Đó, anh đang đi giao lưu một cái gì cái gì mới coi. Đang đi giao lưu vậy nhanh về mất tiêu. Giờ về nhà máy hết mà. Giờ mấy giờ rồi cả. Đi đây thì dịp đi đi coi. Dịp đi dịp. Dịp. Đi ngay đi lên đi lên đi. Đây rồi vậy chỉ vậy. Bị kẹt bà. Rồi. Bị thằng ghi nó chặn. Cho chị sẽ phải thì đi. Bị thằng ghi nó chặn là không cho ra. Mình ít mình chết không học tơ. Hãy xảy. Nhiều quá à, 4 chiếc ngàn đồ. Hãy xảy ra. Thôi đi coi nào. Đi Dũng đi, cái đêm hàng đó giờ vô làm à. Kiều Dũng là hai xảy ra. Chịu không? Kiều là đứng. Ở trời kẹt phà dữ lắm. Đứng. Ủa gì ngạt phà dữ vậy? À, đứng ở chào bên kia cũng qua mà. Số anh em luôn. Nó đang nhậu mà gọi như anh em bỏ về hết trời. Còn lên nữa cho bạn, lên nữa mà. Mà nhậu uống hết món chưa? Hết món rồi. Rồi anh. Anh đâu mà chứ? Anh nãy giờ anh đi vòng vòng là anh không biết là hết chưa? Đi đâu hả?
Đăng ký luôn, không đừng có hỏi hát cái mấy người nhảy đó. Xếp đi mà xếp bỏ điện thoại đi, nó mất điện thoại luôn. Nó giờ rơi như mấy anh không biết kiếm ở đâu luôn rồi. Nó sẽ uống nhiều sao hả? Nhiều về đang đi chơi rồi đâu biết là về đâu. Lên đi tôi vậy? Lên chứ. Live stream mấy Nam Ngô cái coi, Nam Ngô TV. Hôm nay Nam Ngô TV. Đến đây. Đến ngả đây. Đến đây đấy. Đến đây. Vô đây hiện đây. Nhoi. Mời. Nam Ngô TV. Chụp sao vậy? Chụp chưa? Quay hả? Nam Ngô TV. Các bạn hãy follow kênh Nam Ngô TV. Come on. Thôi, lại chụp hình. Mọi người lại chụp hình nha. Come on. Put your face, mask. Mọi người ơi. Tìm đi thôi. Chụp ảnh nào. Mọi người hãy dọn về chỗ này cái nào. Anh em ơi, chụp đi em quay đi. Ứng view này đẹp này chị. Lấy cái tàu ứng view đẹp vậy. Rồi, ok. Mọi người hãy, có nghĩa là hàng thứ nhất thì sẽ phải nằm xuống đúng không? Nằm ngồi bò tất cả mọi thứ. Hàng thứ nhất, nằm xuống. Ơi, em ơi. Hàng thứ nhất nằm xuống. Em ơi. Hai đứa mới
Mọi người khóc đi nào. Em xin đẹp gái quá. Em xin ơi, nhắn tin em xin ơi. Được rồi, được rồi, được rồi.